Rồi, xin chào anh em. Hôm nay em sẽ review cho anh em xem cái TD153 của hãng Makita. Thì lực của nó là 175 N. Thì 18V. Thì cái mã này là mã của châu Á Việt Nam hoặc là châu Á. Thì con này là như mới chăm chăm. Thì nó là 3.500 vòng trên phút. Đấy, Make in China. Đấy. Và nó quan trọng là nó kẹp được cái đầu hai đầu B2 nha anh em. Này, em bỏ vào. Rồi. Đấy. Vít hai đầu. Này, cho anh em xem lại này. Không. Em cho nó kẹp này. Đấy. Rồi. Ok, em sẽ test cho anh em xem. Em này sản xuất 2019 nha. TD153. Rồi, cái giá của thân máy này là 1.700.000. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.